Thanh Lam Mỹ Linh tiếc thương khi nhạc sĩ Ngọc Châu qua đời. Nhạc sĩ Ngọc Châu đã qua đời lúc 7 giờ 30 sáng 17 tháng 3. Sinh thời Ngọc Châu là một nhạc sĩ nổi tiếng với loạt ca khúc như Chiều Xuân Thì Thầm Mùa Xuân, Cô Tắm Ngày Nay, Nếu Điều Đó Xảy Ra. Sự ra đi của anh để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp lẫn khán giả. Ai cũng xót xa khi giờ đây, thị trường nhạc Việt mất đi một nhạc sĩ tài năng tâm huyết với nghề. Thái Thùy Linh đăng dòng trạng thái dài, chia sẻ về sự ra đi của nhạc sĩ Ngọc Châu. Với cô, việc đàn anh qua đời xảy ra đột ngột mà không hề có một lời thì thầm nào báo trước. Nữ ca sĩ nhắn nhủ, cảm ơn anh đã để lại thật nhiều quà tặng trong ký ức của mọi người, đặc biệt là lứa ca sĩ như em. Những người đã chập chững, những ngây thơ, những bước đầu tiên trên con đường nghệ thuật, chuyên nghiệp với những bài hát quốc dân của anh. Những giai điệu đẹp đẽ trong sáng mà cách đây 20 năm dường như không người trẻ nào là không biết, như giấc mơ dịu dàng. Anh hãy về cõi mênh mang, thật an lạc, anh Châu nhé. Trên trang cá nhân, Thanh Lam chia sẻ lại video cô trình diễn ca khúc Chiều Xuân do nhạc sĩ Ngọc Châu sáng tác. Ông bạn hàng xóm đi hát với nhau tíu tít, một anh bạn có chút bốc đồng, vui buồn, rất bất ngờ. Anh Nguyễn Quốc Trung giao cho bài phối, biết bao chia sẻ cả một thời thanh xuân. Ngọc Châu tiễn anh đi, một hành trình đời người. Ca sĩ Mỹ Linh cũng từng thể hiện thành công, sáng tác Thì Thầm Mùa Xuân của đàn anh. Trước sự ra đi của nam nhạc sĩ, cô nhắn nhủ, vô cùng tiếc thương nhạc sĩ Ngọc Châu, chúng em sẽ nhớ anh rất lâu. Trên trang cá nhân, ca sĩ Minh Quân cũng bày tỏ sự bất ngờ khi hay tin đồng nghiệp qua đời. Em nghe tin mà sốc quá anh ơi, không thể tin anh lại ra đi khi còn trẻ như thế này. Vĩnh biệt anh nhé, người đã nâng đỡ dìu dắt dạy dỗ biết bao thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam.